Em chưa bao giờ để trái tim của em nghỉ ngơi đâu. Chưa có một khoảng thời gian nào nó được nghỉ ngơi cả. Đây là đứng hỏi Văn Minh Hương có người yêu chưa hay là như thế nào. Thì như mọi người cũng biết là tình sử của Văn Minh Hương khá là dày dặn đó mọi người ơi. Và không biết là những cái câu chuyện tình yêu đã qua thì mang tới những cái nguồn cảm hứng như thế nào, hoặc là thay đổi bản thân Văn Minh Hương như thế nào ở thời điểm hiện tại. Em luôn luôn nghĩ mình là một người may mắn khi được trải nghiệm, cũng như là em luôn cảm ơn tất cả những cái người mà họ đã đến với mình, họ đã bước vào cuộc đời mình và đi ra khỏi cuộc đời mình để có mình ngày hôm nay. Chưa bao giờ hối hận khi gặp phải ai cả, dù là có như thế nào đi chăng nữa. Tại vì em luôn nghĩ là những người mà mình đã đến được với nhau thì chắc chắn họ phải là người tốt, hoặc là họ phải là một người có một cái gì đấy khiến cho mình nể phục, khiến cho mình có sự đam mê với họ thì mình mới yêu họ, đúng không? Nên là nếu mà không ở được với nhau thì chỉ là hai người không thuộc về nhau thôi. Duyên phận ấy. Không, duyên phận thì không nói. Em nghĩ là chỉ là hai người đến một cái lúc nào đấy suy nghĩ đã không còn giống nhau nữa thì chúng ta, họ sẽ là những cái người phù hợp với những người khác hơn thì thôi. Và Văn Minh Hương từng chia sẻ là ngoài Lê Hiếu ra thì những người khác khó có thể nào mà sau khi chia tay có thể làm bạn bè được bình thường, sao vậy? Đấy là cho đến cái thời điểm trả lời cái câu đấy. Tại vì ngày xưa em có một quan niệm khác bây giờ, là cũng một phần là vì em với Hiếu rất hiểu nhau và còn là đồng nghiệp, rồi bọn em cũng từng trải qua rất nhiều thứ, cho nên là có thể nói chuyện lại với nhau, làm bạn. Còn ngày xưa thì em nghĩ là em chả có nhu cầu làm bạn với người yêu cũ đâu, tại vì em chả thiếu bạn ấy. Nhưng mà bây giờ thì em nghĩ là thôi, thà là mình thêm một người bạn còn hơn là thêm một kẻ thù. Thật sự. Và còn người yêu hiện tại thì như thế nào? Anh có bao giờ hỏi về những cái ồn ào showbiz thị phi rồi này nọ không? Và có bao giờ hỏi về quá khứ không? Em không trả lời được không? Em mới tin thể. Ở đó mà không trả lời. Thật ra nha, em thì em nghĩ này, mọi người đừng hỏi chuyện tình cảm của em nữa. Tại vì em chỉ trả lời một câu như này cho ngắn thôi, là em chưa bao giờ để trái tim của em nghỉ ngơi đâu. Chưa có một khoảng thời gian nào nó được nghỉ ngơi cả. Đây là đừng hỏi Văn Minh Hương có người yêu chưa hay là như thế nào. Tại vì... không nói thế thôi. Tất nhiên là sẽ có những lúc mà mình được thở, chứ chẳng qua là nó cũng không phải là một giai đoạn dài thôi. Em nghĩ là tình yêu nó là một cái mà cho em được rất là nhiều nguồn cảm hứng. Nhưng không phải mình yêu vì để mình lấy nguồn cảm hứng. Thực sự em chưa bao giờ muốn mang tình yêu ra làm những cái để đùa giỡn, hoặc là chỉ là yêu người đấy để mà lấy cảm hứng làm nghề. Tại vì mình thiếu gì quả cảm hứng đâu mà phải như thế. Cho nên là khi yêu là yêu thôi, yêu rất đàng hoàng và yêu người đấy giống như là lần đầu được yêu. Bây giờ thì thôi, chị không hỏi tình yêu nữa, chị hỏi về hôn nhân gia đình. Thì hai người đã có tính gì cho tương lai chưa? Em ơi, em ơi, cái câu này còn dã man hơn. Nhưng mà, và trước đây thì Văn Minh Hương đã có một cái giai đoạn là ngưng làm nghề bởi vì tập trung vào trong tình yêu. Thì Văn Minh Hương ở thời điểm hiện tại có như vậy nữa không? Không. Em, mình đã từng ngu dại một lần thôi chứ chị. Chị bắt em ngu cả đời chứ. Thật ra nói vui vậy, nhưng mà câu chuyện giữa hoa hồng và bánh mì là câu chuyện mà rất là khó để mà mình có thể lựa chọn được. Chỉ có nó nằm ở giai đoạn nào thôi, thời điểm nào thôi. Khi mà mình còn trẻ thì mình sẽ yêu bằng coi như là 200% sức lực, vứt bỏ tất cả mọi thứ để chạy theo tình yêu, chạy theo tiếng gọi con tim kiểu thế. Còn khi mà nhưng mà chị hỏi thật, ở trong, tại vì mọi người biết là ca hát là như đam mê của Văn Minh Hương, mà cái giai đoạn mà mình phải ngừng cái đam mê của mình lại thì cuộc sống của Văn Minh Hương như thế nào? Em có thấy bứt rứt trong người không? Em thấy mọi thứ nó trôi qua như là ngày nào nó cũng như thế, boring lắm. Với lại một ngày của em nó 24 tiếng hay nó thành nhiều hơn, dài hơn? Nó dài, xong rồi kiểu mình nhìn thấy đồng nghiệp đi diễn rồi này kia, mình cảm thấy tại sao mình lại ngồi đây, sao thấy lại sao mình lại kiểu giống như là kiểu giúp việc vậy, kiểu thế. Ngày nào mình cũng quét dọn nhà cửa, xong rồi kiểu nấu cơm. Tất nhiên cái điều đấy nó cũng cho mình một cái niềm hạnh phúc riêng. Thế nhưng mà trải nghiệm đúng rồi, nhưng mà kiểu ngày nào nó cũng như thế thì tự nhiên mình sẽ cảm thấy là mọi thứ nó chẳng có gì thay đổi, nó chẳng có cảm hứng, mỗi sáng ngủ dậy chẳng có động lực, kiểu vậy. Còn em nghĩ là đến một cái giai đoạn thì nếu như mà thực sự cái tình yêu đấy nó đơm hoa kết trái để mà mình có thể tiến đến một cái hôn nhân, thì mình cũng sẽ sẵn sàng là ok, công việc trước đấy đã tốt rồi thì mình sẽ có thể lui về một năm mình đẻ con gì đấy, xong sau đấy tôi lại đi hát. Nhưng mà tuyệt vời hơn cả chính là mình kiếm được một cái người đàn ông, người ta có thể support được cái công việc của mình, người ta trân trọng cái nghề nghiệp của mình, và người ta lúc nào cũng vợ làm gì làm đi, anh sẽ giúp đỡ hay như nhà đấy, thì em nghĩ đấy là một cái niềm hạnh phúc. Văn Minh Hương tìm được người đó chưa nhỉ? Đi một vòng lại đi về đó. Em cười xong rồi em trả lời chị đi. Khó quá. Em chả biết trả lời như nào. Câu này khó quá. Đấy, em trả lời rồi nhá.